Sau khi mà dùng điều trị một tháng bên em thì bây giờ anh thấy cải thiện tốt chưa về cái vấn đề thời gian và khả năng cương cứng, anh thấy tốt chưa? À, tốt hơn nhiều luôn. Tốt hơn nhiều à? Còn cái ham muốn thì sao? Ham muốn có tăng nhiều không? Thì nói chung là tăng cao. À. 2 tiếng thì 3 cái. Ui à, 2 tiếng là tần suất là 3 lần được. Nói chung là thế thì là quá tuyệt vời đấy anh ạ. Mọi thứ là gần như là như thời thanh niên rồi còn gì nữa nhỉ? Vâng. Ba mẹo chữa yếu sinh lý bằng trứng gà hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Cái việc mà chúng ta chữa yếu sinh lý bằng trứng gà là một cái mẹo dân gian được lưu truyền và áp dụng thật sự hiệu quả. Và yếu sinh lý là một bệnh mà chúng ta có thể gặp ở cả hai giới, tức là cả nam và nữ các bạn nhá. Đầu tiên này, chúng ta sẽ đi vào cái cách kết hợp thứ nhất là cái việc mà chúng ta kết hợp trứng gà với lại mật ong. Khi mà kết hợp trứng gà với mật ong thì bên cạnh trứng gà, cái việc mà chúng ta sử dụng mật ong thường xuyên nó rất tốt cho sức khỏe sinh lý. Các bạn hãy trộn 2 cái thìa mật ong nguyên chất, nhớ nhá, mật ong nguyên chất với 2 lòng đỏ trứng gà. Khi mà chúng ta pha thêm một ít nước ấm nữa, chúng ta cho một ít nước ấm vào và chúng ta hãy dùng hàng ngày và mỗi buổi sáng, nó có tác dụng rất là tuyệt vời. Cái thứ hai này, cái sự kết hợp tuyệt vời thứ hai là chúng ta ăn trứng gà kết hợp với lại giá đỗ. Cái việc ăn giá đỗ trần kết hợp với trứng gà luộc, chúng ta nên luộc ở mức độ lòng đào thôi để nó có thể dễ ăn nhất. Và khi mà chúng ta áp dụng cái mẹo điều trị này hàng ngày duy trì thì nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện nhanh chóng cái tình trạng yếu sinh lý của chúng ta. Hãy thử 2 cái phương pháp này nhé. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi đến cái sự kết hợp tuyệt vời thứ ba, đó là cái việc mà chúng ta kết hợp trứng gà với lại gừng tươi. Trứng gà và gừng tươi, trong y học cổ truyền ấy, thì gừng nó sẽ có vị cay, tính nóng, và khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ giúp lưu thông khí huyết tốt hơn ở trong cơ thể của chúng ta. Khi mà máu được lưu thông như vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng gì? Dương vật nó được cương cứng, được đầy đủ, nên hỗ trợ cái khả năng yếu sinh lý vô cùng hiệu quả. Khi mà chúng ta cộng cái hiệu quả của trứng gà với cái bài thuốc kết hợp giữa 2 cái nguyên liệu này thì vô cùng hiệu quả để nó cải thiện cái tình trạng yếu sinh lý. Và anh em có thể ăn trứng gà luộc với gừng tươi để chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất nhé. Và các cái mẹo chữa yếu sinh lý bằng trứng gà tương đối là dễ làm, nguyên liệu rất là phổ biến, an toàn và đặc biệt là không gây nguy hiểm gì đến cái sức khỏe của chúng ta, và thực sự nó đem lại hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên thì anh em cần phải lưu ý là chúng ta không nên lạm dụng cái mẹo điều trị này giống như các cái phương pháp điều trị chính thức, và chúng ta chỉ nên coi nó là những cái phương pháp hỗ trợ để chúng ta điều trị hiệu quả hơn, và chúng ta nên sử dụng thêm các cái thuốc điều trị theo hướng dẫn trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa về nam khoa để chúng ta đạt được cái hiệu quả điều trị cao nhất. Những cái phương pháp ăn như thế này, sử dụng các cái thực phẩm như này, nó giúp hỗ trợ rất tốt cho cái việc điều trị của chúng ta. Hãy duy trì nó một cách thường xuyên và chúng ta chắc chắn sẽ nhận lại được những cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Và nếu mà có bất cứ một cái thắc mắc hoặc là cần tư vấn về các cái vấn đề sức khỏe, các cái bệnh lý nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận hoặc là ý kiến của các bạn bên dưới, cũng như các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi có thể là tư vấn, hỗ trợ, hỏi đáp để giúp các bạn tìm ra được một cái giải pháp hiệu quả nhất. Và nếu mà thấy cái video này là hữu ích thì chúng ta hãy chia sẻ nó đến bạn bè và người thân của các bạn ở ngoài kia nhé. Rất nhiều những cái phương pháp kết hợp hay giữa trứng gà với lại gừng tươi, với lại giá đỗ, với lại mật ong là những cái nguyên liệu phù hợp để chúng ta có thể áp dụng hàng ngày. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.